tâm an, cuộc sống sẽ an yên tự tại. Để ý một chút, chúng ta sẽ thấy người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà quan trọng là sự ý thức về hành vi, bổn phận và trách nhiệm của họ đối với bản thân, gia đình và xã hội như thế nào. Người trưởng thành thường toát ra một vẻ điềm đạm và cẩn thận ngay trên khuôn mặt và trong từng cách ứng xử. Nhất là đối với những người đã từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, thì họ sẽ trở nên rất từ tốn, biết thấu hiểu, cảm thông, luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói và làm. Họ cũng sẽ không quá chú trọng vẻ bề ngoài, bởi họ biết dành nhiều thời gian để phát triển nội tâm bên trong. Tâm trưởng thành không phải là từng gặp qua nhiều chuyện, mà là thái độ đối với từng chuyện, từng sự việc ra sao. Tâm càng xem nhẹ, tổn thương càng ít. Tâm rộng bao nhiêu, thì hạnh phúc sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Nhân sinh không phải lúc nào cũng gặp chuyện hài lòng, khắp nơi đều tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công tổn sức, chi bằng mỉm cười bỏ qua, cứ để cho thời gian tự trả lời. Gặp người không vừa lòng, nhiều lời sẽ thành ra thừa thãi. Không quan tâm mới là một loại trí tuệ. Người muốn lòng yên tĩnh, tốt nhất không nên nói nhiều. Nói nhiều ắt sẽ nói hớ. Lảm nhảm oán trách người khác, chi bằng nghe đó rồi quên đi. Buồn lòng vì người khác thường là do mình quá để ý. Người ôn hòa thì sẽ không có ai thù ghét hay oán hận cả. Còn người rộng lượng thì không ai có thể làm phiền lòng. Tâm an thì ở đâu cũng an yên tự tại. Tâm rộng thì luôn nhìn thấy mọi thứ rộng lớn mênh mông như đất trời. Đời người không ai là hoàn mỹ, vậy nên phải học được cách bao dung với khuyết điểm của người khác. Đạt được thành tựu là phúc báo, mất đi cũng không nên quá cưỡng cầu. Thế gian này vạn sự đều là do chữ duyên, cho nên hữu duyên, vô duyên, hết thảy đều nên thuận theo tự nhiên vậy. Nội tâm nếu có thể yên vui thì đâu cần quan tâm đến hình thức. Nếu có thể thực sự xem nhẹ mọi thứ trên đời này thì đâu cần so bì hay cạnh tranh với hư danh phù phiếm. Thân tĩnh, tâm mới có thể tĩnh. Tâm tĩnh thì mọi sự mới có thể minh bạch, thông thái. Đời người có lúc thăng lúc trầm, có lúc lên lúc xuống. Hãy dùng tâm bình thản đối đãi với được mất. Dùng tâm hoan hỷ để ngắm nhìn hạnh phúc của người khác và dùng tâm vui vẻ để sống tốt mỗi ngày. Năm tháng như là một con sông, cứ nhẹ nhàng, đằng đẵng trôi dài. Thời gian như là một thang thuốc màu nhiệm, sẽ phủ lên mọi vết thương lòng, giúp ta quên hết những nỗi đau. Nếu có một chút khó khăn, thì hãy cố gắng vượt qua. Có một chút ân oán thị phi, thì hãy nên tha thứ. Làm được như thế thì cuộc đời này của bạn sẽ thản đãng biết chừng nào.